Hello, come back to my channel. Start again, go. Micros. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hello, Label. Sau đó thì mình sẽ nhảy lên trên này, tiếp tục nhảy lên mái bên này. Oh my god, chỉ chân. Ok, khóa cánh cửa nào, let's go. Ta phát hiện ra mình rồi.
tao đã ngủ rồi. Cửa ra. Đây là một tầng hầm khá là rộng. Chạy thôi. Let's go. Ok. Into the rescue. Thank you.
Ok, vào tới game thứ tư. Granny Chapter 2. Do you want? Okay, let's go. Mình sẽ tiêu diệt luôn con quái thú trong này. Let's go. Không có gì đây.
Bà ta có thể đang ở gần đây. Mình sẽ phải đi đường vòng. Oh my god. Soi vào từ kênh thứ 5. Let's go. Ở đây thì mình sẽ chọn Kuna đi. Cho khỏe lên. Tiếp tục cù lại tiếp.
càng ngày mình càng mạnh lên. Tiếp tục nâng cấp cái này tiếp cho khỏe lên tiếp. Dần dần càng ngày quái vật càng đông. Đi rồi, oh my god, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Wow, không có động rồi. Có thể tựa game này đang bị lỗi hoặc là chưa update cùng với iPad của mình. Nó chỉ là hiện màn hình như này thôi và không cử động được. Có thể bị lỗi nhá. Oh man. Ok. Let's game. Pro Master. Let's go. Player 1, choose. Now lead us. Xảy rồi. Cái này chắc khoảng tầm 12. Khá là đau. Finish him. Fatality. Epic win. Player one, choose. Jim, cà phê Nado. Bọn anh chàng đầu bếp à? Tám trên chân này. 12 đi, 13 đi. Vẫn chỉ là 13 thôi. Ah,
Finish him. Clay có thể 14 hoặc 15 rồi. Thì với headshot được 14 thôi. Fatality. Win. Rồi, Scary Teacher ba đây. On those little brats. My coffee must be cold by now. Okay, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Roblox. Let's go. Rainbow Friend. Đây là một trong những tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Vào nhanh nào. Ok. Chuẩn bị vào game. Going on a field trip. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm những hộp chữ nhật, hộp hình vuông. Và trong những hộp hình vuông đó thì có những chữ số. Các bạn sẽ tìm những hộp đó và để ra giữa. Khi đủ những hộp chiếc hộp đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa game này. Tựa game này thì nói về một con rainbow. Khi các bạn đi cùng trên một chuyến xe buýt thì bị con rainbow đó làm thay đổi hướng đi. Và đó thì các bạn đã bị đâm vào một phiến đá. Sau đó thì con rainbow đó bắt đi một người. Và đó các bạn sẽ phải giải cứu người đó và thoát khỏi sự bám đuổi của rainbow. Đó là các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc hộp. Game starting. All works. Và đây, nó đã thay đổi mũi tên. Ok. Một anh chàng đã bị bắt đi. Anh này người Việt Nam. Welcome. I need your help. Đây. Và các bạn sẽ phải tìm tất cả những ô chữ này. Và bây giờ thì những ô chữ đã biến mất. All you have to do is freeze jump and boost some brush. Good luck.
Yes. Khá là nhiều. Những bạn kia vẫn chưa về đến đây. Còn khá là nhiều. Có thể những anh chàng đó đang cầm nhưng mà chưa đến được điểm đích. Đó, các bạn sẽ cùng những người bạn của các bạn bỏ vào đây. Khi đủ tất cả thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành cái tựa này. Còn thiếu tổng cộng là 1, 2, 3, 4 chiếc nữa. Đó, cứ như thế, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Sitting here, horror. Let's go. Ở đây chiếc xe của mình đã bị hỏng. Và mình sẽ phải vào trong khu này. Và khi vào trong khu này thì các bạn mới biết được là trong khu này có ai. Đó chính là xe đi. Ông ta khá là to. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm, đó chính là một chiếc chìa khóa này để mở một chiếc xe ô tô. Sau khi tìm và mở chiếc xe ô tô, các bạn sẽ nhặt những bình xăng. Và tiếp tục nữa, đó là các bạn sẽ hoàn thành tiếp, làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Khi hoàn thành xong thì các bạn mới thoát được khỏi nơi này. Trong ngôi nhà này không có gì. Ngôi nhà tiếp theo đây thì sao? Đó, các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa để khởi hành chiếc ô tô này. Thank you.
Đây rồi. Hiểu bắn luôn. Wow. Okay. Hammers, một chiếc búa. Okay. Đây là một hộp thức ăn của chim.
Đây là chiếc chìa khóa để mở một chiếc két sắt. Mình sẽ mở ra xem có gì không. Một quả dưa, melon. Rồi, và tựa game cuối cùng. Hello Level, Grip này. Wake up. Option. Apply. Wow. Tốc độ nhanh quá rồi. Vẫn lại chậm quá. Cái này rất khó chỉnh. Tên chỉ vào đó nhưng mà ấn vào thì lại không được. Là lý do gì? Chiếc hộp cũng không được, có thể tựa game này bị lỗi rồi.
đều bắn không được các bạn nhá. XAL. Cũng không được. Ok, chắc là lỗi rồi. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.